Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Video này thì Khải mua thêm cái đai lưng phòng thủ làm chậm nè. Nói chung thì làm chậm 20 này thì đạt mốc làm chậm 80 rồi. Nên là Khải cũng mua nè. Nói chung là vừa đạt mốc làm chậm 80 là Khải mua. Với đai lưng này Khải mua 9 kim nè. Sinh lực cao, nội lực và phòng thủ 19 và làm chậm 20. Nói chung là 20-30 cũng được nè. Nhưng mà miễn sao Khải mang nó đạt mốc 80 thì Khải thấy ok rồi nè mày. Đó, cái lưng này nó có thêm là dòng làm chậm, nó rất là đét nha nè. Do nếu mà cái đây lưng này không có làm chậm á thì cái phần thủ 19 này nó dòng đồng chỉ tầm khoảng từ 3 đến 4 kim thôi nè. Từ 3 đến 4 kim là vừa rồi đó. Còn cái này nó có thêm dòng làm chậm, Khải thì Khải kích được cả hai dòng nè. Khải kích cả hai dòng nên là đây lưng này Khải mang thì quá hợp lý nè mày. Lực cao nội lực đó, Khải mua 9 kim, mua 9 kim rồi. Thì hôm qua nó mới mua đai lưng này có 500 xu thôi nè. Cái sự khác biệt của cái đai lưng này với cái đai lưng này nó khác biệt hoàn toàn nha nè. Chung thì tính ra thì mang kiểu này thì sau này có thể mang được cái nhóm kiểu này là kháng hỏ nè. Vì cái nón này 30, anh em hiểu không? Nón này 30 nè, nhẫn này 30 đó. Rồi cái đai lưng này 20 nó là 80 nè, đủ giao tranh móc làm chậm 80. Và cái nhẫn này thì Khải sẽ bỏ ra, Khải sẽ mang thêm được một món kháng hỏ nữa nha anh em. Đó, cái dây này kháng hỏ 15 và Khải sẽ tu bổ thêm món kháng hỏ chỗ này nữa. Đó, nên thấy chưa? Còn đánh hiện tại liên đấu thì cứ mang nhẫn này thôi. Sau khi đi tống kim thì sẽ mang cái nhẫn, bỏ nhẫn hỏ làm chậm này ra, mang cái nhẫn kháng hỏ vào. Hôm trước Khải có cái nhẫn kháng hỏ tiêu thôi, biết còn hay không, kháng hỏ 19 chắc mà anh cũng lòng rồi đó. Nói chung thì cái đai lưng này sẽ lên đảo mang sông, Khải mua tinh hồng lên bạn lên đảo luôn. Ok, mua đủ 6 cục rồi nè mày, lên đảo mang đai lưng này mà tốn thêm cả mấy, mua đai lưng 9 kim rồi phải tốn thêm kim mới nữa mang nó nè. Ok, thủ sẽ rất là đẹp. Ba ca liên đấu mới biết hôm qua mới biết nhanh chất lắm rồi. Chết rồi, nóng đẹp lắm. Ok, đó, ít hôm nữa mà sắm được cái nhẫn hiệp cốt rồi nè, thì rút 11 điểm sức mạnh này ép xuống thần pháp. Đó, đẹp, này đánh tống kim vào đẹp, mình đánh liên đấu vào đẹp luôn này mày. Đây, hiện tại làm chậm, nếu mà thì chắc đánh tống kim thì sẽ mang kiểu này nè. Nếu thì chắc đánh tống kim thì Khải sẽ tìm một cái nhẫn kháng hỏ và sinh lực nội lực, đó, bù vào dòng nội lực nè. Thì Khải sẽ được kháng như thế này. Đây, thấy chưa? Kháng này là kháng đánh tống kim rồi mày, thấy chưa? Đẹp không? Kháng hỏ 19 này, kháng hỏ 15 này, đây là đỡ đánh tống kim này, giá chia này, đó, kháng hỏ được trên 45, kháng lắc này quá đẹp, phòng thủ 45 luôn, quá đẹp. Rồi, nếu đánh liên đấu thì phòng thủ này, sẽ đồ đánh tống kim này, vừa tống kim vừa liên đấu luôn nè mày, đó. Làm chậm được 101 đâu, tính ra kiểu này làm chậm được 80 30 này, 30 này, 20 này, đó, vừa tròn 80 làm chậm nè, vừa tròn 80 làm chậm là ok này. Đó, kháng hỏa. Còn đánh liên đấu thì Khải sẽ mang cái thêm cái nhẫn này vào để Khải lấy cái lượng làm chậm càng cao càng tốt nè, làm chậm càng cao càng tốt để có thể né đòn bảo vũ tốt hơn. Rồi, ok, xuống đảo thôi. Test 31.
375 máu 3k. Lên mình Khải đang định lên cấp tăng thêm thân pháp cho nó tròn 5k8 nè, cho tròn 5k8 hoặc là rút 10 điểm này nè, ép luôn thân pháp thì có thể đạt móc 5k8 như nè. Đó, Khải đang tính cái này thì sẽ rút 10 điểm chỗ này. Rồi, ok, quá đẹp này, khác biệt hoàn toàn nè. Cái đơn là đai lưng này 500 xu thôi đó, lượt đai lưng này 9 kim, được thấy chưa, khác biệt hoàn toàn nè. Rồi, cái này ngồi bán lại. Ok, nói chung anh em xem video đừng quên ủng hộ like, chia sẻ cho anh em ơi.